biết làm nhé. Nào, let's go. Một câu hỏi về lịch sử. Fidel Castro là ai? Cuba, cứ nhớ Castro là ở Cuba nha các bạn. Fidel Castro, một cái nhà cách mạng rất là nổi tiếng ở Cuba. Rồi, chúng ta cùng nhau tới với câu hỏi có quà nha. Thể thao liên đoàn quốc tế SMASH đại diện cho môn thể thao nào? Các bạn nhìn cái hình, như vậy là sẽ là thể thao dưới nước. Thái Lan ra ma pháo lạc mã làm gì khi thấy lá cẩu da bị chân mực?
soda có thực sự làm trắng răng không? Mời đi ha.
Hãy subscribe.